Tiếng máy gặt đã tất bật trên những cánh đồng, nhưng lúa thì nằm rạp từng đám, ngã nghiêng như lòng người Quảng Trị sau cơn bão. Sau bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, 4.500 hecta lúa tại tỉnh Quảng Trị không kịp thu hoạch. Trong đó có gần 2.000 hecta lúa của nông dân các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong bị ngập nặng. Một số gia đình nông dân lâm vào cảnh trắng tay do lúa bị úng, nảy mầm. Những ngày qua, tranh thủ thời điểm nước rút, nhiều nông dân đã ra đồng thu hoạch, mong vớt lại phần nào diện tích lúa bị ngập. Khu vực của đấy thì nó lụt rất nhiều, nhưng mà riêng tôi là của tôi là hiện nay là vùng này là có mất khoảng một mẫu đang ngập lúa. Bây giờ đang chờ nước ra để mà thu hoạch, bây giờ nước ra mà dùng bằng tay thì nó phức tạp quá, cho nên phải chờ để nó là máy để nó hoạt động cắt. Cho nên là ngoài tôi ra thì nói chung là địa bàn trong cái đồi này nó cũng rất nhiều, cái lúa đang chín, cho nên là cũng chưa gặt được, cái điều kiện nói chung là cũng rất khó khăn cho người dân nông nghiệp ở đây. Chưa hết, khi gặt được lúa về thì nông dân cũng đối diện với việc trắng tay do lúa ngâm nước nhiều ngày đã nảy mầm. Bà Nguyễn Thị Hằng ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh cho biết, gia đình bà canh tác 13 mẫu ruộng nhưng mới chỉ thu hoạch được 9 mẫu, số còn lại coi như mất trắng do bị ngập trong nước lũ. Phần lớn lúa bị ngập úng, hư hại phải vận chuyển đi sấy. Hiện tại thu hoạch là được hơn 9 mẫu, còn là coi như là mất trắng là 3 mẫu đó. Mà lúa là lúa bắc thơm tốt lắm chứ có phải nóng, nhưng mà chưa là mất trắng hết đó. Nhằm hỗ trợ người dân sau thu hoạch, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị đã về tận nơi thu mua lúa cho bà con ngay tại chân ruộng. Thì chúng tôi là huy động toàn bộ 100% cán bộ công nhân viên là cũng không nghỉ lễ, trực lễ 100% để đảm bảo cái thông suốt vận hành sự sấy, đảm bảo là an toàn và cũng như là phục vụ kịp thời cho bà con nông dân. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân lớn, lượng lúa bị ngập, lên mầm nhiều, nên dù đã cố gắng, nhưng trung bình mỗi ngày đêm, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị chỉ sấy được khoảng 80 tấn lúa.